Chào mừng các con học sinh đến với bài giảng trực tuyến môn mỹ thuật lớp 5, chủ đề 2, sự liên kết thú vị của các hình khối, tiết 3. Khi vào bài học, các con hãy chuẩn bị cho cô sách mỹ thuật lớp 5, sản phẩm đã tạo được từ 2 tiết học trước. Màu vẽ, băng dính hai mặt hoặc hồ dán, kéo và một số vật liệu khác tìm được như giấy bìa, giấy màu, cành cây khô, vải vụn, len sợi, vân vân. Ở tiết học trước, các con đã nhận biết và phân biệt được các hình khối cơ bản, chỉ ra được sự liên kết của các hình khối trong đồ vật, sự vật, các công trình kiến trúc, tạo được hình khối ba chiều từ vật liệu dễ tìm và liên kết chúng thành các đồ vật, con vật, ngôi nhà hay phương tiện giao thông theo ý thích của mình. Các con cũng đã giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình. Ở tiết 3, các con sẽ hoàn thiện sản phẩm, sắp xếp bố cục tạo không gian cho sản phẩm. Để rõ hơn về yêu cầu của tiết học, cô mời chúng mình cùng đến với hoạt động 1, tìm hiểu. Các con hãy quan sát một số sản phẩm tiêu biểu của các bạn đã sáng tạo trong 2 tiết học tuần vừa qua và tìm hiểu theo gợi ý sau. Bạn đã tạo ra được những sản phẩm gì? Sản phẩm của các bạn đã có sự liên kết từ hình khối nào? Bạn đã sử dụng chất liệu gì để tạo sản phẩm đó? Các con thấy đấy, từ những đồ dùng tưởng chừng như bỏ đi, qua đôi bàn tay khéo léo của các bạn đã trở thành những sản phẩm rất sáng tạo, có thể tái sử dụng được, làm các đồ dùng hữu ích trong gia đình. Hay để trưng bày trang trí, làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Các con ạ, nhựa là một trong những chất thải khó phân hủy nhất, cùng với sự thiếu ý thức của con người khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. Các con đã biết tận dụng chúng để tạo ra những sản phẩm không những có ích cho cuộc sống mà còn rất sáng tạo, rất độc đáo. Việc làm của các con đã góp phần giảm được lượng rác thải ra môi trường và bảo vệ cho môi trường của chúng ta xanh sạch hơn, thật hữu ích cho cuộc sống phải không các con? Qua 2 tiết học, các con đã tạo ra được những sản phẩm liên kết từ những hình khối. Bây giờ, cô mời các con đến với hoạt động 2. Cách thực hiện sắp xếp tạo bố cục không gian cho sản phẩm. Chúng mình hãy cùng quan sát các sản phẩm đã được hoàn thiện, sắp xếp bố cục và tạo không gian. Để tạo không gian cho sản phẩm đẹp hơn, các con có thể vẽ, cắt dán giấy màu, dùng đất nặn hay sử dụng thêm các chất liệu khác tìm được như vải vụn, len sợi, cành cây, lá cây khô, thậm chí là sỏi đá, vỏ sò, hạt ngũ cốc, vân vân. Được quan sát, tìm hiểu những sản phẩm vô cùng sáng tạo và độc đáo. Chắc hẳn các con đã có những ý tưởng cho riêng mình rồi. Bây giờ chúng mình cùng bước sang hoạt động 3, thực hành sáng tạo. Ở tiết 1-2, các con đã được tạo sản phẩm theo ý thích về hình ảnh nhà, xe, ô tô hay con vật, đồ vật. Và các con đã biết liên kết các hình khối từ vật liệu sẵn có. Này, các con hãy hoàn thiện sản phẩm của mình và sắp xếp bố cục tạo không gian cho sản phẩm của mình nhé. Các con lưu ý tạo không gian phù hợp với nội dung, ví dụ như không gian cho các con vật nuôi ở trong gia đình, khác với không gian của cảnh đường phố với nhà cao tầng và xe cộ. Có thể xé dán giấy màu, cắt vẽ thêm các chi tiết để sản phẩm đẹp hơn, hoàn thiện hơn và thể hiện rõ nội dung chủ đề định sắp xếp, ví dụ như con vật quen thuộc, ngôi nhà thân yêu, khu phố nơi em ở, vân vân. Có thể sử dụng thêm nhiều vật liệu khác mà con tìm được để trang trí hoàn thiện sản phẩm. Chúc các con hoàn thành sản phẩm của mình một cách sáng tạo nhất nhé. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, con hãy trưng bày sản phẩm tại ngôi nhà thân yêu của mình. Con có thể chọn trưng bày ở góc học tập của con hay ở phòng khách, vân vân. Và chia sẻ về sản phẩm của mình với người thân trong gia đình theo cảm nhận của bản thân hoặc theo gợi ý sau. Con đặt tên sản phẩm của con là gì?
con đã sử dụng những hình khối cơ bản nào để tạo sản phẩm? Con mong muốn truyền tải thông điệp gì qua sản phẩm của mình? Bài học ngày hôm nay, chúng mình thấy các sản phẩm đều được tạo dáng từ những vật liệu đã qua sử dụng, rất dễ kiếm tìm. Chúng ta không những làm giảm thiểu rác thải cho môi trường, mà từ những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi lại tạo ra được những sản phẩm rất đáng yêu, phải không các con? Qua bài học này, chúng ta thấy bảo vệ môi trường là điều rất cần thiết với mỗi chúng ta. Các con có thể truyền đi thông điệp này tới những người xung quanh mình nữa nhé, để trái đất của chúng ta được xanh, sạch, đẹp hơn. Cô giáo nhắc các con, chụp ảnh sản phẩm gửi cô giáo, thu dọn đồ dùng, cốc học tập gọn gàng, chuẩn bị đồ dùng học tập cho chủ đề 3, âm nhạc và sắc màu. Các con chuẩn bị màu vẽ, giấy màu, hồ dán, băng dính hai mặt, kéo, vân vân. Các con nhớ lưu sản phẩm đã hoàn thành để khi trở lại trường cho cô giáo và các bạn cùng xem nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp các con trong những giờ học sau. Thân ái chào tạm biệt các con.